Xin chào tất cả anh em, phiên mới được cập nhật, anh em chắc đang dần quen. Từ việc đường tà thần và đường mít trước phút thứ 5 trụ rất trâu, giảm thương tới 60%. Chưa kể lính đường mít giảm 20% máu, chắc chắn tạo nên sự thay đổi cực lớn tại meta game này. Đồng dạng liên quân ra mắt các vị tướng càng nhiều cơ chế mới, nhiều vị tướng phụ thuộc đồng đội nhà Rui phải các đồng đội mới thể phát huy tác dụng lớn, mới triệu hồi ép đường, ép ra tranh. Và ép nhận được một câu hỏi thú vị của anh em. Đó là các vị tướng phải phụ thuộc địa hình như là bụi cỏ, bờ tường, trụ, vân vân. Để có thể phát huy tối đa sức mạnh, nên em quyết định làm ngay clip này để giúp anh em nếu chơi vị tướng đó hoặc là đối đầu vị tướng đấy, nhớ cẩn thận với các địa hình để có thể phát huy sức mạnh hoặc là khắc chế nhá. Vậy đó các vị tướng nào, quét tìm hiểu ngay bây giờ. Thứ nhất là Kera. Hiện tại khi đi rank, đặc biệt rank cao thủ trở lên, không lạ khi đôi lúc Kera sẽ bị cấm, bởi đây là con bài đi rừng rất ư là khó chịu, khả năng gank lẻ, soi thương vùng tốt, ấy vậy farm lính và ăn mục tiêu rất nhanh. Quan trọng hơn cả, cơ chế đi xuyên địa hình giúp cho Kera tạo được biến cao, cứ cầm mục tiêu lớn, bùa, do thám rừng đối phương hay là luồn sau, bắt lẻ chủ lực kẻ địch. Đều lý tưởng với Kera nếu như cô nàng này lên được đủ đồ gây sát thương nhá. Nói sơ sơ là, khi anh em đang đứng trong trụ cũng rất là nguy hiểm vì Kera có thể áp sát bằng cách là đi xuyên tường và tấn công bất ngờ với chiêu 1, sốc sát thương bởi chiêu 2 nhá. Hoặc là đảo ganh liên tục theo kiểu là bản đồ là của chị, thích đi đâu là tùy. Rồi chưa kể là núp trong các bờ tường, bụi cỏ, phi ra chiêu 1, chiêu 2, rồi lại vào tường ở nấp và chờ đợi thời cơ để mà xúc tiếp rất khó chịu. Tất nhiên là việc giảm sát thương khi ở ba kẻ địch đấy, hoặc là có thể bị tóm khi ăn phải nhẫn phong thần, ảnh hưởng khá nhiều đến tần suất xuất hiện của Kera ở rank. Nhưng dù sao, đây là vị tướng sát thủ mạnh, đi rừng gánh tim lại không quá khó chơi, lăn cầu tuyết thì quá tuyệt vời. Hơn thế ở rank thấp, bảo kê ông tốt giúp các vị tướng soi thương mạnh nhờ Kera được quẩy thoải mái, bắt chủ lực không khó, nên anh em đừng thấy lạ khi vị tướng này đang rất nguy hiểm nhé. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng hiệu ma chú hoặc là chuyển sinh, nâng max chiêu 1 và cài máu thấp nhất. Đầu game farm nhanh nhờ chiêu 1. Cơ chế chiêu 1 đó chính là tung chiêu xong, anh em đánh thật nhiều mục tiêu mà anh em hướng tới. Mục tiêu đó càng thấp máu đấy ạ, thì dứt điểm bằng chiêu 1 và sát thương chiêu 1 càng to. Kiểu cơ chế như là chiêu 2 của Batman đó anh em, tung xong là dồn sát thương nhá. Anh em đi gank tướng địch, cố gắng khắc ấn chiêu 1 ở đầu tướng địch, sau đó dồn sát thương chiêu 2 và đánh tay thật là nhiều. Đừng vội vàng kích hoạt chiêu 1 nhá. Yên tâm là chiêu 1 anh em hết thời gian, nó sẽ bám đuổi bằng được kẻ địch bị khắc ấn. Đảm bảo phối hợp đồng đội bằng cách được trên là ping họ lên đánh nhau, cấu đỉa một phần máu kẻ địch. Như vậy, Kera giai đoạn đầu game đấy sẽ có thể dễ dàng ăn mạng hơn. Có chiêu cuối, ta kêu gọi đồng đội giao tranh, chúng ta núp bụi hoặc là ở trong tường chờ đợi thời cơ nhé. Giữa game khi có vài món trang bị đấy, Kera có khả năng gank tuyệt vời rồi. Khi tấn công lên mục tiêu, chúng ta bật chiêu cuối vào tường chờ đợi thời cơ, tung chiêu 1 khắc ấn khống chế, dồn combo chiêu 2 và đánh tay thật nhiều. Giật chiêu 1 là đối thủ là chết toang luôn anh em ạ. Đương nhiên rồi, căn đủ sát thương mới giật nhá, còn không anh em cứ để chiêu 1 đó gây sát thương càng nhiều càng tốt. Yên tâm là chiêu của anh em dính 3 đòn đánh tay hoặc là hết thời gian đấy ạ, sẽ được hồi ngay lại chiêu 1 chiêu 2, nên anh em bắt lẻ cứng mạnh luôn. Nhưng mà nếu tấn công nhiều kẻ địch thì có khác không? Chắc chắn là khác rồi. Tấn công kẻ địch đông nó hoàn toàn khác nhá. Ta chiêu cuối lùa lách a sát mục tiêu bằng chiêu 1, sau đó dồn với chiêu 2 và đánh tay, tiếp tục chui vào trong tường để có thể ẩn nấp và chờ đợi cơ hội dồn tiếp kẻ địch. Với chiêu 1 và chiêu 2 khi anh em được hồi nhé, hoặc là có thể rút an toàn, các bạn có thể tận dụng các bụi cỏ tấn công chiêu 1, chiêu 2, sau đó truy đuổi với chiêu cuối, chứ ta không cần nhất thiết là phải đặt chiêu cuối trước đâu nhé. Khi kẻ địch từ 3 kẻ địch trở lên, nhớ một điều, sát thương anh em sẽ bị chia ra, nên cần phải căn thương chuẩn. Anh em tấn công kẻ địch mà không có vách tường để chạy hay là rút lui hay là tấn công bất ngờ đấy, anh em thể bị ganh và rất là khó thoát. Cuối game Kera chỉ cần đảm nhiệm vai trò là hạ gục chủ lực kẻ địch, nhớ lên một vài món trang bị phòng ngự như là dao mệnh hoặc là cầu băng xương nhá, để đảm bảo anh em an toàn cho bản thân. Vận dụng chiêu 2 đúng lúc không chỉ là tung chiêu cấu đỉa địch mà còn là né sát thương rất quan trọng nhé. Một vị tướng cơ động với 3 thức đáng để anh em chơi và đeo rank hiện tại. Thứ hai, Richter. Ở video gần đây em có nói về Zimnit, đó là khả năng hồi máu khi ở trong bụi, và đồng dạng một vị tướng phụ thuộc địa hình, đấu sĩ Richter không khác nha anh em. Và điểm hai của Richter là ở trong bụi đồng dạng hồi máu đấy. Tất nhiên là Richter nâng cấp hơn rồi. Richter là vị tướng kỹ năng biến đổi theo môi trường địa hình, tùy vào từng môi trường mà chiêu 1, chiêu 2 của Richter và cả nội tại có sự khác biệt. Ví dụ ở đường đi, tức là kiếm vàng đấy ạ, thì tăng tốc độ đánh nhá, dưới sông là tăng tốc chạy, bụi cỏ là hồi máu, đó là chỉ riêng nội tại thôi. Còn chiêu 1 thì là trên đường tăng miến thương như tấn công đấy ạ, rồi dưới sông là tấn công làm xa và khống chế làm chậm. Bụi cỏ phổ biến nhất đó chính là hất tung khống chế và thương 100 máu nhá, rất là sốc sát thương. Giờ cả chiêu 2 khác luôn anh em ơi. Dưới sông thì đó chính là choáng và hất nhẹ,
Còn kiếm vàng đó chính là hồi máu từ kẻ địch, thì bạn vận dụng chiêu hai hợp lý và hồi khá nhiều đấy nhá. Bụi cỏ để tăng thêm nhiều sát thương hơn. Tại sao phải điểm lại? Đó chính là từ khi thay đổi toàn bộ ý thức đấy ạ. Thì Richter đã có sự thay đổi từ nội tại, chưa bổ chiêu hai rồi, không điểm lại mà ông lại tưởng như ban đầu chất dở. Meta hiện tại là meta của Richter. Tại sao lại vậy? Bởi sau khi cập nhật xong, đường tà thần giờ trâu rất nhiều. Trước 5 phút là anh em mới thoải mái đào đi ganh, mà Richter nội tại ở trên thủy kiếm tăng tốc độ ganh khủng hơn anh em ạ, đào đường tuyệt vời. Chính kiểu phun sát thương của Richter khiến nhiều bạn nghĩ là Richter mỏng manh, nhưng nhờ khả năng từ chiêu hai chứ ạ, biến khống và sát thương đấy ạ, anh em thể cho Richter băng xả khá tối ưu. Đương nhiên hiện tại khi mà team địch nhiều xạ thủ hay là có quá nhiều bị tấn soi thương đấy ạ, Richter thể lựa chọn cái lối đồ chống chịu nhưng vẫn có nhiều sát thương và bắt chửi được nhờ trang bị áo choàng thằng ra này, áo choàng băng giá và một vài trang bị khác, giúp Richter thể mở ra tranh khép góc kẻ địch, nên tùy từng trận đấu mà ta có thể lên đồ đa năng Richter nhé. Lưu ý khi chơi chúng ta dùng phi hiệu ma tính hoặc là ma chú cùng đấu khí đa dạng cho anh em lựa chọn luôn anh em ạ. Nâng mắc chiêu 1 và cài máu thứ nhất phép bổ trợ tốc biến hoặc là tốc hành nhé. Có thể kết hợp chiêu 1 tốc biến để có thể tăng khoảng cách tấn công và hất tung tướng địch. Kích hoạt chiêu 2 miến sát thương và hiệu ứng khống chế, nhớ là dùng chiêu 2 hợp lý và đúng thời điểm nhé. Nếu anh em muốn băng trụ hoặc là băng sáng tranh đấy ạ, nhớ tích trước cho mình 2 lần chiêu 2 nhé. Các địa hình đều đưa tới cho Richter một sức mạnh riêng, nên anh em đừng có ỉ vào bụi cỏ quá nhiều. Farm nhanh, anh em đi gank sớm ở đầu game, đã đảo chủ yếu ở đường mid và khu vực rồng. Yên tâm là đầu game giờ trụ tà thần rất trâu, anh em cứ yên tâm đi gank sớm. Cấu rỉa với chiêu 1, phi vào đánh tay rồi phi ra với chiêu 1 nhé. Richter là lối chơi cấu rỉa nhé anh em, và là kèo kỹ năng nếu anh em tận dụng tốt chiêu 2 và các địa hình để hất tung tốt chiêu 1 đấy ạ. Các bạn có thể ăn kèo dễ dàng các vị tướng khó chịu như là Floor, Zena. Combo thông dụng nhất đó chính là chiêu 1 bụi cỏ hất tung, sau đó đánh tay hoặc là hất tung liên tiếp căn đủ sát thương nhá. Còn không đủ thì cứ từ từ chém rồi lại đánh tay tối ưu sát thương phép gây ra. Vẫn chiêu cuối cố gắng khắc ấn lên tướng địch để địch chịu câm lặng sau 5 đợt sát thương. Nói chung là đánh con bài Victor này em rất là thích cầm cái bảng ngọc đó chính là 1600 tỷ trên mạng. Chém trên mạng phê lắm anh em ạ. Đôi lúc anh em mà xanh quá còn thích lên cả thánh kiếm. Một cái bài đa năng cho anh em đi trợ thủ hoặc là số đường tối ưu nhé. Tẩy đường phá trụ mạnh, ẩn nấp tấn công bất ngờ chỉ được địch và khép bắc tự ưu. Lối chơi đa dạng, lối lên đồ đa dạng và bảng ngọc đa dạng luôn. Thứ ba, Elsu. Elsu là vị tướng rất đặc biệt với khả năng cấu đỉa tốt, đam tay to. Dù rất mạnh nhưng lại bị hát hủi bởi người chơi hay thì ít mà giờ thì vô vàn. Chiêu một giúp team có được tầm nhìn hay gọi là hack map đấy anh em. Tuy nhiên điều đáng nói là anh em đi gần bờ tường hay là đứng gần trụ đạn, Elsu có thể được ngụy trang thời gian ngắn, gia tăng tốc độ di chuyển và đương nhiên rồi trở nên ẩn thân. Đoạn nội tại giúp cho Elsu có thể di chuyển ganh bất ngờ hay có thể luồn lách các vị trí và tấn công kẻ địch nhé. Kiểu sơ sơ như là Elsu đảo đường cũng nhanh hơn các vị tướng xạ thủ khác rồi. Thêm việc đó chính là chạy trốn khỏi sự truy đuổi kẻ địch, hay là các bạn có thể ẩn thân và kẻ địch đi qua tung chiêu định hướng vứt chiêu và hàng ngay kẻ địch với combo xung quanh thương nhé. Là một vị tướng cơ hot ở giải khi tranh nhau cấm chọn, nhưng là chất tướng khó chơi nên ở rank rất là bị kỳ thị nhiều. Anh nghĩ rằng anh em chơi Elsu theo phong cách của mình đi, chứ đừng vì tướng khó mà không luyện nhá. Nếu ai bắn tốt thì luyện thêm khả năng giữ vị trí như là bắn tay lúc ra tranh. Còn nếu ai chưa thành thạo chiêu 2 đấy ạ, có thể vào luyện tập bắn được con chim trinh thám nhá. Anh em xem clip đó, em đánh tay rất là nhiều, đánh tay của Elsu thực sự rất lực. Lưu ý khi chơi, chúng ta dùng phi hiệu ma chú hoặc là chuyển sinh, nâng mắc chiêu 2 và cài máu thứ nhất, phép bổ trợ tốc biến. Đầu game Elsu sẽ thể hiện sự khó chịu ở đường mình đi với khả năng cấu đỉa ở chiêu 2, rồi anh em có thể giành lợi thế. Và đừng lạm dụng chiêu 2 nhá, chỉ dùng khi cấu đỉa trước hoặc là bắt kẻ địch rút chạy ở xa. Nhớ đặt chiêu 1 ở các khu vực địch thường xuyên di chuyển để có một con mắt cung cấp tầm nhìn cho team mình. Chữa tranh, ta cấu đỉa với chiêu 2. Doanh tổng thì đánh thường thật nhiều, giữ vị trí với chiêu cuối, tránh bị áp sát. Nếu bị áp sát thì sốc kẻ địch với chiêu 2 vút nhà nha anh em và đánh tay liên tục. Nếu gặp Elsu đánh tốt đấy ạ, các con bài như Greenak hay là Zephyr đều rất khó tiếp cận. Thật nhạy cảm khi dùng chiêu cuối và biến nhá, an toàn là trên hết, đừng có tiếc chiêu gì cả. Thứ tư, Dirac. Như anh em sợ Dirac là ở nội tại dùng năng lượng thay máu, cực kỳ khó bị hạ gục. Nhưng VS, điều mẹ thích nhất đó chính là khả năng khống chế. Chiêu ai khống chế đẩy lùi thì anh em biết rồi, nhưng nếu đẩy kẻ địch vào tường và trụ, anh em khắc ấn được lên mục tiêu và tung chiêu một chúng là spam ngay chiêu một. Đó lý do vì sao mà trong tranh đấy ạ, anh em có thể spam 2-3 cầu cũng khó, tới lúc 4 cầu tạo đột biến ra tranh cực khủng. Điều này vô cùng khó chịu, không chỉ là các vị tướng thiếu cơ động mà kể cả các vị tướng cơ động nhà Nakroth đều phải khựng chiêu. Thế mới nói, nhờ khả năng sống sót cực cao, khả năng khống chế tuyệt vời, Dirac có thể đi cả trợ thủ cơ. Tất nhiên là bộ ý thức hoàn toàn định hướng khiến cho anh em luyện tập Dirac khó hơn với các vị tướng pháp sư khác rất nhiều. Nhưng với sự đa năng thì anh nghĩ rằng anh em luyện tập con bài này, không tranh được mid thì ta đi trợ thủ vẫn gánh team tốt nha. Sức mạnh của Dirac thời điểm giữa và late game giao tranh rất mạnh, đặc biệt tại các vị trí như là hang rồng hay là tà thần, giúp Dirac thể phát huy tối đa sức mạnh.
Ngoài ra cũng có một vài vị tướng tương tự như là quy này, dùng chữ cuối để đẩy kẻ địch vào tường, gây choáng, kích hoạt lần hai chữ cuối các kiểu. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng hiệu thần quang hoặc là ma tính, kể cả thánh thuấn nếu sợ thua thương nhé. Nâng mắc chiêu 1 và cài máu thứ nhất, phép bổ trợ tốc biến hoặc là tốc hành. Đầu game farm nhanh với chiêu 1, solo kill với địch, chúng ta dùng chiêu 2 ủn kẻ địch vào địa hình, sau đó ném chiêu 1 vào mặt vào nó nhé anh em. Chiêu cuối dùng khi bắn giao tranh hoặc là cản thương tối ưu, thủ trụ hiệu quả. Chưa kể nếu cần ép trụ đấy ạ, thì càng tuyệt vời hơn, trụ không thể sát thương với bạn hay lính được. Farm nhanh, đảo đường ganh sớm, chỉ cần có chiêu 1 và 2, anh em đã có thể khống chế tốt và rất đa năng, rất mạnh rồi. Nhớ mang cho mình tốc hành, nếu thể di chuyển nhanh giúp anh em thể đào ganh hiệu quả. Nhớ một điều là chúng ta hơi đủ nhá, nhớ đứng sau đồng đội, đó là những điều các bạn cần làm đầu tiên. Chiêu 2 không chỉ là khống chế giao tranh, nó còn có thể bảo kê đồng đội, khống chế giao tranh tự ưu. Vậy thì câu hỏi đặt ra là chiêu 2 của Didac không có tường hay là trụ ở cạnh để có thể ủn nước địch vào để khắc ấn thì phải làm sao? Không lo nhá, chúng ta ủn chiêu 2, ủn tướng địch về, do tung chiêu 1 ủn đi, cứ như vậy sẽ khiến kẻ địch ăn đủ sát thương nhé anh em. Khi giao tranh nhớ đặt chiêu 3 thật là hợp lý, tung đánh thường thật nhiều gây sát thương khủng. Có thể lên trang bị nhà thập kiếm nhá, tối ưu tốc đánh từ chiêu cuối, nhưng đừng lên quá sớm nhá. Ta phải có sát thương từ trang bị trước rồi lên thập tự kiếm sau, dọn lính trước phải có trang bị, tung chiêu cuối chính xác dứt điểm địch hoặc là dọn lính tuyệt hảo. Anh em đừng quá lo lắng rằng mình máu giấy chạy đủ dễ bắt, hãy để chiêu 1 khi kẻ địch áp sát thì tung mặt nó, sau đó sử dụng chiêu 2. Như vậy anh em có thể chạy thoát và khiến hắn ta mất rất nhiều máu. Didac vẫn là con bài có mạnh, có thể ganh sớm tối ưu, rất hợp phiên bản này. Thứ 5, Lindis. Đây là vị tướng xạ thủ, là nhân tố khởi đầu cho thời kỳ mà tướng có thể có cơ chế chiến đấu phụ thuộc nhiều môi trường. Di chuyển dẻo bụi cỏ giúp Lindis tăng tốc độ chạy thoáng chốc, đồng thời khiến đòn đánh thường đấy ạ, bắn 2 lần, tăng thêm sát thương vật lý và khắc ấn từ nội tại chiêu 1. Tính ra việc tăng tốc độ chạy giúp cho Lindis farm rừng nhanh hơn. So với các vị tướng bay nhảy như Nagrod thì có thể chậm hơn, nhưng so với vị tướng xạ thủ khác hoài đấu xin đi bộ đấy ạ, Lindis chiếm rất nhiều ưu thế. Hơn thế, cơ chế này giúp anh em thể thả diều tốt, đặc biệt là khả năng tổ lái liên tục cứ ra bụi để cấu đỉa, gây ức chế cho các vị tướng kẻ địch tay ngắn. Nên chúng ta thường lưu ý là Lindis đánh nhau mạnh nhất là ở đường mid và trong rừng nhá, ở đó có rất là nhiều bụi cỏ, đặc biệt đường mid luôn, đó là nơi để mà Lindis có thể phát huy toàn bộ sức mạnh của mình. Hiện tại Lindis vẫn là con bài mạnh, đi rừng gánh team ở dài hay là rank cao được rất là nhiều trọng dụng, nhưng chất tướng xạ thủ vẫn sẽ là thiệt thòi khi đi rừng. Anh em cần người bảo kê hoặc tanker mở tranh các kiểu, gian chắn đủ khỏe để thể Lindis bắn tốt cho tranh nhá. Lưu ý khi chơi, chúng ta sử dụng hiệu chuyển sinh hoặc là ma chú tinh linh khi cần thiết. Nâng mắc chiêu 1 và cài máu thứ nhất, đầu game farm nhanh với chiêu 2, tối ưu sát thương lính quái với các bụi cỏ. Lên cấp độ 4 sớm để tích điểm và rỉ áo tranh tối ưu nhé. Trước khi di chuyển vào khu vực không tầm nhìn, chiêu 1 là rất quan trọng. Ngoài ra chiêu 2 trước tầm nhìn ổn, ấy vậy khống chế không tệ. Cứ la vào bụi cấu rỉa và đòn đánh tay cùng chiêu cuối là đủ rỉa tướng địch ba đường rồi nha anh em. Lindis xanh, chỉ cần một cấu rỉa thôi là đủ khiến bị tướng máu giấy mất đi 1-3 cây máu rồi. Cố gắng giao tranh và kêu gọi giao tranh ở các vị trí thuận lợi nha anh em. Hoặc đánh hit and run, vừa tung chiêu vừa bắn. Bùa đỏ là cực kỳ cần thiết, anh em không nên bỏ qua đâu. Một vị tướng gánh đội bắn giao tranh rất khỏe, anh em nhớ cẩn thận khi đối đầu. Trên đây 5 con bài tiêu biểu việc địa hình giúp phát huy toàn bộ sức mạnh. Elsa tăng tốc và ẩn thân, Didac và Quy là khống chế, rồi Richter quá cần thiết khi thay đổi toàn bộ thức, Lindis tăng tốc chạy và cấu điển tại, Keta là tàng hình xuyên địa hình nhé anh em. Anh em nhớ cẩn thận với các vị tướng này và cẩn thận với các địa hình nơi anh em đang giao tranh. Nếu có nội dung mới thực hiện, bình luận ngay dưới video đi. Xin chào lại anh em ở trong các video lần sau. Nếu thấy video hay và có ích, các bạn đừng tiếc gì một like và share video nhé. Bạn nào chưa đăng ký kênh, cho hết một đăng ký và bấm nút chuông để nhận được các thông tin mới nhất, vì nó hoàn toàn miễn phí. Cảm ơn anh em rất nhiều.